Thấy là mắt trông thấy, nghe là tai nghe thấy, trông thấy và nghe thấy đều được lợi ích. Trông thấy cái gì mà được lợi ích, nghe thấy cái gì mà được lợi ích. Trông thấy hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, trông thấy quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì đều được lợi ích. Cho dù chúng ta không trông thấy mà chỉ nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng và nghe đến kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì cũng đều được lợi ích. Vậy đây là phẩm thứ 12, thấy nghe đều được lợi ích. Kinh văn: Lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm ngàn vạn ức tướng tia sáng lớn, lược giảng. Lúc đó, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói chuyện với Kiền Lao Địa Thần và căn dặn Địa Thần hãy ủng hộ các chúng sanh trong đời vị lai xong, từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm ngàn vạn ức tướng tia sáng lớn. Đảnh môn, cửa đỉnh đầu, nằm ở đâu? Ở ngay trên đỉnh đầu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tướng vô kiến đảnh, tướng đỉnh đầu không thấy được, chính là ở đảnh môn này vậy. Chúng ta mỗi người đều có đảnh môn. Nếu quý vị tinh tấn dụng công chân chánh, có công phu tu hành thì khi chết Phật tánh của quý vị sẽ từ đảnh môn ở trên đỉnh đầu mà đi ra, và sau đó quý vị có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn. Tuy nhiên quý vị cần phải chăm chỉ tu hành, nỗ lực dụng công cho thật tốt mới được, chứ dụng công hời hợt thì không thể nào có được cảnh giới đó. Vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ trên đỉnh đầu của mình phóng ra hàng trăm ngàn vạn ức tia sáng lớn. Trăm ngàn vạn ức tia sáng này đều hỗ tương soi chiếu, chẳng hề ngăn ngại nhau. Ánh sáng này không phải là từ một đạo hào quang mà là từ cả trăm ngàn vạn ức đạo hào quang tỏa ra. Và ánh sáng này cũng không phải chỉ có một màu mà có tới hàng trăm ngàn vạn ức màu sắc khác nhau. Đức Phật phóng ra tướng hào quang rộng lớn và hào quang này soi chiếu đến hết thảy chúng sanh trong chín pháp giới. Tuy rằng Phật cũng là chúng sanh song không nằm trong chín pháp giới. Những đạo hào quang rộng lớn này không chỉ soi sáng một thế giới mà còn chiếu rọi đến hàng trăm ngàn vạn ức thế giới và khắp các cõi nước của chư Phật trong mười phương. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng hào quang của mình soi sáng chiếu rọi khắp tất cả các quốc độ của chư Phật. Đức Phật thị hiện tướng hào quang rộng lớn này cũng là để cho chúng sanh chúng ta biết rằng kinh Địa Tạng là đặc biệt quan trọng. Mọi người đều phải dốc lòng, dốc sức mà giảng giải, biên chép, ấn hành để phổ biến. Chúng ta cần phải giảng giải kinh Địa Tạng, in chép kinh Địa Tạng, phổ biến kinh Địa Tạng. Chúng ta phải làm sao cho đồng loại, thân thích, bạn bè của chúng ta đều hiểu rõ kinh Địa Tạng. Chúng ta không được sao lãng việc phổ biến kinh điển. Nếu quý vị có thể góp phần in kinh điển, truyền bá kinh điển rộng rãi, thì trí huệ của quý vị sẽ được khai mở và tăng trưởng. Hôm nay tôi có nói chuyện với hai đệ tử của tôi và bảo họ rằng chúng ta sẽ cố gắng hoàn tất việc duyệt sửa và nhận xét bản thảo chú giải kinh Địa Tạng và lục tổ đàn kinh để khi sang Đài Loan thọ giới họ có thể mang theo rồi đặt in cùng xuất bản ở bên đó. Ở phương Tây này khi kinh sách có chú giải bằng tiếng Anh quá hiếm hoi. Ví như mùa màng bị hạn hán đang khát khao mong đợi trận mưa rào tưới mát. Chúng ta hãy mau mau ấn lát kinh sách và phát hành rộng rãi để cho mọi người đều được thông hiểu, thấm nhuần Phật Pháp. Đây là một phần của công cuộc hoằng dương Phật Pháp và cũng là một công trình hết sức thiết yếu trong việc truyền Đại Pháp Luân. Vì sao tôi hy vọng có thể đem bộ kinh Địa Tạng và lục tổ đàn kinh phiên dịch sang tiếng Anh rồi lại ấn hành tại Đài Loan? Bởi vì chi phí ấn lát ở Đài Loan rất rẻ. Chuyến đi lần này năm 1969 của quý vị là để thọ giới, đồng thời cũng là làm việc công đức. Đây là cơ hội để hoằng dương Phật Pháp, cho nên ai nấy đều tuyệt đối không được lơ đễnh. Kinh văn: Như là tia sáng tướng màu trắng, tia sáng tướng màu trắng lớn, tia sáng tướng tốt lành, tia sáng tướng tốt lành lớn, tia sáng tướng ngọc, tia sáng tướng ngọc lớn, tia sáng tướng màu tía, tia sáng tướng màu tía lớn, tia sáng tướng màu xanh, tia sáng tướng màu xanh lớn, tia sáng tướng màu xanh biếc, tia sáng tướng màu xanh biếc lớn, tia sáng tướng màu đỏ, tia sáng tướng màu đỏ lớn, tia sáng tướng màu lục, tia sáng tướng màu lục lớn, tia sáng tướng màu vàng y, tia sáng tướng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng ngàn vòng tròn, tia sáng ngàn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng cung điện, tia sáng cung điện lớn, tia sáng mây biển, tia sáng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những tướng tia sáng như thế xong, lại nói ra tiếng vi diệu mà bảo đại chúng, thiên long bát bộ, nhân cùng phi nhân, vân vân rằng: Hãy lắng nghe hôm nay ta, tại cung trời Đao Lợi, tuyên bày ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng về những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự siêu vượt nhân thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không thối chuyển nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lược giảng:
Vậy lúc bấy giờ thì trên đỉnh đầu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra những tia sáng như là: một, tia sáng tướng màu trắng, tia sáng tướng màu trắng lớn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng hào quang màu trắng soi sáng tất cả những nơi tối tăm, ngụ ý rằng Bồ Tát Địa Tạng và Kinh Địa Tạng có thể chiếu rọi xua tan mọi hắc ám tăm tối của thế gian. 2. Tia sáng tướng tốt lành, tia sáng tướng tốt lành lớn. 3. Tia sáng tướng ngọc, tia sáng tướng ngọc lớn, có lại hào quang, trông giống như ngọc thạch vậy. 4. Tia sáng tướng màu tía lớn. 5. Tia sáng tướng màu xanh, tia sáng tướng màu xanh lớn, lại có những đạo hào quang màu xanh, và nhiều hào quang lớn cũng có màu xanh như thế nữa. 6. Tia sáng tướng màu xanh biếc, tia sáng tướng màu xanh biếc lớn. 7. Tia sáng tướng màu đỏ, tia sáng tướng màu đỏ lớn. 8. Tia sáng tướng màu lục, tia sáng tướng màu lục lớn. 9. Tia sáng tướng màu vàng y, tia sáng tướng màu vàng y lớn, lại có tia sáng có màu vàng như vàng ròng vậy. 10. Tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn. 11. Tia sáng ngàn vòng tròn, tia sáng ngàn vòng tròn lớn. Bàn chân của Đức Phật có tướng thiên bức luân, chỉ dưới bàn chân có ngàn cái xoay tròn, và đạo hào quang này trông giống như cả ngàn cái vòng xoáy tròn ở trong vậy. 12. Tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, lại có hào quang hình tròn và sáng lấp lánh như châu báu tạo thành. 13. Tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn, lại có những đạo hào quang rực rỡ như ánh sáng của cả trăm ngàn vầng mặt trời. 14. Tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, lại có đạo hào quang tỏa ra ánh sáng như của mặt trăng. 15. Tia sáng cung điện, tia sáng cung điện lớn, trong đạo hào quang này hiện ra nhiều cung điện làm bằng bảy thứ báu rất trang nghiêm. 16. Tia sáng mây biển lớn, lại có những đạo hào quang trông giống như đám mây vọt lên từ mặt biển. Hôm qua có người hỏi rằng, hào tướng là gì? Hào tướng cũng chính là quang tướng, tức là tướng ánh sáng, là tia sáng tỏa ra từ trong thân của Đức Phật. Vậy hào là hào quang, hào tướng quang là tướng của tia sáng biến hóa ở trong tia sáng. Bây giờ sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ trên đảnh môn phóng ra những tướng tia sáng như thế xong, lại nói ra tướng vi diệu. Tướng vi diệu, Đức Phật có tứ biện bát âm. Tứ biện là gì? Đó là tứ vô ngại biện, tức là bốn khả năng biện luận lưu loát không hề gặp trở ngại, và gồm có biện luận nghĩa không trở ngại, biện luận pháp không trở ngại, biện luận từ không trở ngại và biện luận vui thuyết không trở ngại. Nghĩa vô ngại biện, pháp vô ngại biện, tứ vô ngại biện và nhạo thuyết vô ngại biện. Một, biện luận nghĩa không trở ngại. Nghĩa vô ngại biện giải bày nghĩa lý một cách trôi chảy không trở ngại, nghĩa là nghĩa lý, ý tứ. Ví như xưa nay chưa có nghĩa lý, nhưng khi Đức Phật vừa thuyết pháp thì nghĩa lý, ý tứ tuôn trào vô cùng vô tận. Hai, biện luận pháp không trở ngại. Pháp vô ngại biện giải nói pháp lý một cách trôi chảy không trở ngại. Xưa nay chỉ có một thứ giáo pháp, nhưng Đức Phật từ trong một giáo pháp làm nảy sanh ra vô lượng vô biên pháp, và từ vô lượng vô biên pháp lại quy nạp về thành một pháp, cho nên nói một gốc chia làm muôn thứ vẫn về cùng một gốc. Nhất bổn tán vi vạn thủ nhưng quy nhất bổn. Từ một gốc mà biến thành muôn dạng, từ muôn dạng mà gom về thành một pháp, cho nên cũng nói là một là vô lượng là một, nhất vi vô lượng vi nhất. 3. Biện luận từ không trở ngại. Từ vô ngại biện giảng nói lưu loát không trở ngại về ngôn từ. Từ tức là ngôn từ, có nhiều người muốn nói về một vấn đề gì đó nhưng chỉ mới nói có mấy câu thì đã cạn lời hết ý, không đủ ngôn từ để diễn đạt. Đức Phật khi giảng đạo lý thì có thể nói thao thao bất tuyệt, miên man bất tận như nước sông nước biển tuôn chảy không ngừng. 4. Biện luận vui thuyết không trở ngại. Nhạo thuyết vô ngại biện, hoan hỷ thuyết pháp không trở ngại. Nhạo thuyết là vui thích việc giảng kinh thuyết pháp, rất hoan hỷ nói pháp để giáo hóa chúng sanh. Mỗi khi nói pháp là trong lòng thấy hân hoan vui vẻ. Đó là nói về tứ biện. Còn bát âm, tám thứ tiếng là gì? Trước đây tôi cũng đã nhiều lần giảng về tứ vô ngại biện nhưng chưa hề nói tới bát âm. Mặc dù chưa giảng tới nhưng những người chịu khó dụng công có lẽ đều biết cả rồi. Đức Phật có tám thứ âm thanh dùng để thuyết pháp. Một, tiếng tối hảo, tiếng tốt nhất. Loại âm thanh thứ nhất của Phật là như thế nào? Đó là loại âm thanh hay nhất, tốt đến cực điểm và cũng gọi là cực hảo âm. Giọng nói của Phật thì càng nghe càng thấy thích thú, càng muốn lắng nghe, chứ chẳng phải như nhiều người nói nghe rèn rĩ như tiếng kéo cưa vậy. Giọng nói của Phật thì trong trẻo, thánh thót. Hai, tiếng nhu nhuyễn, tiếng êm dịu,
Giọng nói của Phật âm vang, êm tai như tiếng nước chảy dịu dàng uyển chuyển. Ba, tiếng hòa thích, tiếng thích hợp, thích là thích hợp vừa đúng. Thứ âm thanh này rất ôn nhu, mềm mỏng, hài hòa. Người nào đã được nghe rồi thì chẳng còn ao ước nghe tiếng gì khác nữa. Bốn, tiếng tôn huệ, tiếng tôn kính trí huệ. Âm thanh của Phật rất tôn quý. Đừng nói là nghe rõ từng lời từng chữ, chỉ cần nghe được âm thanh tiếng nói của Phật thì chúng ta cũng có được vô lượng trí huệ rồi. Năm, tiếng bất âm, tiếng chẳng có âm tính. Có nhiều người giọng nói mang đầy âm tính, tức là giọng nói như phái nữ, thường là the thé hoặc uốn éo, nũng nịu. Giọng của Phật thì không phải là giọng âm. 6. Tiếng bất ngu, tiếng chẳng đùa giỡn. Cho dù là khi nói chuyện vui, giọng nói của Phật khiến người nghe cảm thấy vô cùng chánh đáng, đúng đắn, không đượm vẻ giỡn hớt, đùa cợt. 7. Tiếng thầm viễn, tiếng vang sâu và xa. Âm xa, âm vang tiếng nói của Đức Phật vọng đi rất xa, đến nỗi không thể biết rõ là sâu lắng bao nhiêu và truyền đi bao xa. Có một lần nọ, tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông đi về hướng vô lượng ức cõi Phật ở phương Đông. Ngài cứ dõi theo tiếng nói của Đức Phật mà đi, đi, đi mãi để xem thử đến bao xa thì không còn nghe thấy nữa. Song Ngài vượt qua vô lượng cõi Phật mà tiếng nói của Đức Phật vẫn cứ sang sảng bên tai. Thần thông quảng đại như tôn giả Mục Kiền Liên mà cũng không thể tìm thấu nơi dứt bạt âm thanh của Đức Phật. 8. Tiếng bất kiệt. Bất kiệt tức là không bao giờ hết, không hề cùng kiệt. Âm thanh tiếng nói của Đức Phật thì liên tiếp, miên mật, không bao giờ bị gián đoạn hoặc ngưng bặt. Vậy Đức Phật dùng 8 loại âm thanh này để thuyết pháp. 8 loại âm thanh này có lúc thì một người có thể nghe được một loại, hoặc 2, 3, 4, 5 loại. Song cũng có lúc một người chỉ nghe được một loại. Người này nghe được tiếng thâm viễn, người kia nghe được tiếng nhu hòa. Đó là bởi căn tánh của mỗi người vốn bất đồng nên cái nghe cũng khác nhau. 8 loại âm thanh này đều được gọi là vi diệu âm. Quý vị hãy học và ghi nhớ 8 loại âm thanh này để về sau có thể thuyết giảng lại cho người khác. Vậy lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ trên đảnh môn phóng ra những luồng hào quang rực rỡ chiếu sáng như thế xong mà lại thốt ra thứ tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng Thiên Long Bát Bộ, nhân cùng phi nhân vân vân hiện đang có mặt tại Đao Lợi Thiên Cung rằng: Hãy lắng nghe hôm nay ta tại cung trời Đao Lợi tuyên bày ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng về những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự siêu vượt nhân thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bát bộ tức là 8 bộ chúng quỷ thần, trời rồng Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Ca Lô La. Siêu vượt tức là vượt quá, vượt lên trên nhân thánh. Thì như lúc trước đã giảng, quý vị đến đây để nghe giảng kinh, ngồi thiền học Phật Pháp như thế đều là chồng nhân thánh. Siêu vượt tức là sự bán công bội, có nghĩa là bỏ công sức rất ít mà lại thành được việc lớn. Ví dụ, quý vị ngồi thiền lẽ ra thì phải mất 1 năm mới được tỏ ngộ, song kết quả lại chỉ nội trong 2 ngày là được khai ngộ rồi, hết sức mau chóng, đó gọi là những việc siêu vượt nhân thánh. Chứng quả thập địa, chứng là chứng đắc, thập địa là quả vị của hàng Bồ Tát. Thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng được gọi chung là tam hiền vị, tức là quả vị của tam hiền. Quả vị của Bồ Tát thập địa gồm có: 1. Hoan hỷ địa, hoan hỷ là vô cùng vui vẻ, lúc nào cũng vui tươi hớn hở, không bao giờ khóc lóc, rầu rĩ. Những bậc Bồ Tát đạt đến cảnh giới này rồi thì không khóc nữa, dù có bị mắng chửi đánh đập hoặc đối xử thế nào họ cũng đều hoan hỷ. Quý vị nói họ không tốt họ cũng hoan hỷ, mắng chửi họ họ cũng hoan hỷ, ngược đãi họ như thế nào thì họ cũng đều hoan hỷ cả. Vậy đây gọi là sơ địa, tức là địa thứ nhất. 2. Ly cấu địa. Ly là xa lìa, tách rời, cấu là nhiễm ô, dơ bẩn. Vậy ly cấu tức là xa lìa pháp nhiễm ô, đạt được sự thanh tịnh. 3. Phát quang địa. Nhờ hoan hỷ nên được ly cấu, xa lìa mọi nhiễm ô, mà ly cấu rồi thì sẽ phát quang, tỏa ánh sáng. Có nhiễm ô thì không thể phát hào quang, phải xa lìa nhiễm ô thì mới có hào quang. Thế nào gọi là nhiễm ô? Đó chính là những tư tưởng, những tâm niệm không trong sạch, lòng còn tham hưởng thụ, muốn sự sung sướng cho bản thân, nói chung là dục vọng tràn trề. Nếu lòng đầy dục vọng, đặc biệt là sắc dục, thì đó gọi là có nhiễm ô và không thể nào đạt tới cảnh giới của ly cấu địa. Hễ không ly cấu thì không thể phát hào quang được. Vậy bậc Bồ Tát ở địa vị này nhờ đã ly cấu rồi cho nên được phát quang. 4. Diệm huệ địa. Đây là cảnh giới sanh xuất trí huệ, thứ trí huệ tương tự như ngọn lửa bùng cháy phừng phực vô cùng lớn mạnh. Bậc Bồ Tát nhờ đã phát quang nên mới có được trí huệ như thế.
Vậy quả vị thứ tư là Diệm Huệ Địa. 5. Nan Thắng Địa. Không ai có thể hơn được những bậc Bồ Tát ở địa vị này về bất cứ điều gì. Nhờ trí huệ của họ hiện tiền, bất luận người nào biện luận với họ, mọi thứ thần thông biến hóa thể đều không thắng được họ. 6. Hiện tiền địa. Cái gì hiện tiền? Tất cả trí huệ quang minh đều hiện tiền. 7. Viễn hành địa. Viễn hành là đi xa, rất xa. 8. Bất động địa. Có câu bất động đạo tràng, nhi hóa thập phương chúng sanh. Đạo tràng không chuyển dịch mà hóa độ khắp chúng sanh trong mười phương. Bậc Bồ Tát tuy hóa độ mười phương chúng sanh, song các ngài vẫn bất động. Tuy rằng bất động, song Bậc Bồ Tát vẫn có thể giáo hóa hết thảy chúng sanh. 9. Thiện huệ địa. Thiện huệ tức là trí huệ thiện lành. 10. Pháp vân địa. Giáo pháp này tương tự như áng mây. Trên đây là ý cứ theo từ ngữ mà giảng sơ lược về ý nghĩa của thập địa. Nếu quý vị muốn biết tường tận về tam hiền thập thánh, thập địa cũng gọi là thập thánh, thì nên nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, bởi trong đó có giảng về thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa rất cặn kẽ. Vậy ở đây nói những sự chứng quả thập địa, tức là việc Bồ Tát Địa Tạng chứng đắc quả vị thập địa, những sự rốt ráo không thối chuyển, có nghĩa là dứt khoát không chịu chùn bước rút lui. Có bao nhiêu loại không thối chuyển, bất thối? Có ba loại, đó là: 1. Quả vị không thối chuyển, vị bất thối, không lùi sụt xuất xuống quả vị của hàng nhị thừa. 2. Hạnh tu không thối chuyển, hạnh bất thối, không lùi sụt xuống hạnh của hàng phàm phu. 3. Tâm niệm không thối chuyển, niệm bất thối, tâm nguyện Bồ Tát không lùi sụt, luôn luôn hành trì giáo pháp đại thừa. 3 điều không thối chuyển, quả vị không thối chuyển, hạnh tu không thối chuyển, tâm niệm không thối chuyển, và là 3 điều không thối chuyển nơi cái gì? Đó chính là sự không thối chuyển nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự giác ngộ của hàng nhị thừa thì khác với hạng phàm phu. Tuy nhiên, mặc dù hàng nhị thừa được giác ngộ rồi, song họ vẫn chưa đạt được sự chánh đẳng. Chánh đẳng là thế nào? Chánh đẳng chính là Bồ Tát. Bồ Tát là chánh đẳng đối với Phật. Tuy rất chánh đẳng đối với Phật và không đồng với hàng nhị thừa, nhưng bậc Bồ Tát vẫn chưa đạt đến địa vị vô thượng. Duy chỉ có Phật mới được tôn xưng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng với Bồ Tát cũng không đồng, cho nên gọi vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là quả vị của Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện tại tuy chưa thành Phật, song quả vị của ngài cũng giống như Phật vậy. Do đó mà ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng muốn tuyên thuyết về nhân duyên Bồ Tát Địa Tạng đắc được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Mahātát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Mahātát đây đầy đủ đức đại từ bi, thương xót chúng sanh mắc tội khổ. Bồ Tát ở trong ngàn vạn ước thế giới hóa hiện ra ngàn vạn ước thân, tất cả công đức cùng sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn. Con được nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khắc miệng đồng lời ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng, rằng dầu cho chư Phật trong thuở quá khứ, hiện tại và vị lai đều tuyên nói về công đức đó vẫn chẳng thể nói hết được. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp đại chúng rằng muốn tuyên nói các sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho Thiên Long Bát Bộ chiêm lễ được phước. Lược giảng: Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Mahātát hiệu là Quán Thế Âm.